thì người miền Tây rất là dễ thương, rất là chân thành và gần gũi. Thì thường thường Bắc miền Trung hỏi là cái này chi phí bao nhiêu, giá như thế nào, bao nhiêu tiền bác sĩ. Miền Tây hỏi một lần giật mình. Bác sĩ ăn nhiêu vậy? Đó. Xin chào tất cả mọi người. Dạ bác ơi, thì đã bấy lâu rồi thì mình không có quay trở lại với cái không khí về cái miền Tây thân yêu á, thì năm nay mình có một cái sự kiện gì không bác? Mọi người biết là sắp tới là ngày 8 tháng 3 đó, là ngày phụ nữ, quốc tế phụ nữ rất đặc biệt. Thì vào ngày 6 tháng 3 là bệnh viện Shape U sẽ có một cái hành trình đặc biệt và mang tên là hành trình xuyên Việt, bắt đầu tại Cần Thơ. Và chúng ta nhớ rằng là thì hôm nay là sắp tới ngày 8 tháng 3 rồi, Shape U sẽ tổ chức một cái ngày rất đặc biệt để mà tư vấn cho tất cả tín đồ làm đẹp tại miền Tây vào ngày 6 tháng 3 tại Cần Thơ. Thật ra thì tôi là một người rất yêu miền Tây, đến miền Tây hình như rất nhiều lần rồi, hình như là 9 tỉnh miền Tây đi hết rồi, đi các tỉnh, mỗi vùng miền nó có một cái đặc điểm mà mình rất là thích. Nhưng mà nó tóm lại thì người miền Tây rất là dễ thương, rất là chân thành và gần gũi. Tôi nhớ mỗi lần đi ngang qua nhà người ta, không biết mình là ai hết, thấy nhậu là welcome vô nhậu thôi. Đó là tình cảm rất đặc biệt. Thì 5 năm trước thì khi tổ chức Cần Thơ thì mình nghĩ là cái không ngờ là một cái lượng khách đông kinh khủng như vậy. Mình tổ chức ở nhớ là ở khách sạn Vinpearl, và có lượng người hơn hàng ngàn khách hàng tới mà để mà tham gia sự kiện. Và tôi nhớ là có thể là tư vấn tới 2-3 giờ chiều luôn á. Thì đó là một cái kỷ niệm rất đặc biệt. Mặc dù là tại vì mình ở xa từ Sài Gòn xuống, mình không chuẩn bị một cái lượng khách như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng cố gắng là tư vấn cho hết tất cả người mà tham gia sự kiện. Đặc biệt là rất nhiều người chỉ tới là để gặp bác sĩ, để nhìn chương trình đồ về, chứ không phải là tư vấn. Đó là một cái tình cảm rất đặc biệt. Nói chung là mình ở miền khác đến thì có thể mình không quen một số cái từ địa phương các bác. Ví dụ như đến bệnh viện Chép Điêu mà thấy bệnh viện Chép Điêu to lớn á, khang trang á, thì họ có thể họ sẽ dùng những từ bệnh viện thấy bự. Bệnh viện thấy bự. Họ dùng từ bự. Thì ví dụ như to lớn hoặc là nổi tiếng á đó, thì họ dùng những từ như ở bệnh viện nó bự lắm. Thì đó là một số đặc trưng của miền Tây. Thì riêng bác thì bác có ấn tượng về những cái từ ngôn ngữ vùng miền như miền Tây không ạ? Thì cái miền Tây thì cũng tiếp xúc cũng nhiều. Nhưng mà cái từ ngữ á, thì mình không có rành nhiều lắm. Bác tính dạy cho một từ để xuống chào cho đúng chân miền Tây vậy. Dân miền Tây thì họ thật sự hiếu khách và họ thường ngoắc chào. Như đi ai đi ngang thì ngoắc chào và họ thường dùng số. Ví dụ như anh 2, anh 3, thay vì mình gọi tên, anh 3. Họ ngoắc anh 3, anh 4 anh vậy đó. Ví dụ anh 2 lúa chứ hả? Anh 2 lúa vậy chứ đó. Thường thường họ dùng cái số trong cái tên. Hoặc là ví dụ như khách đến tư vấn hỏi chị hôm nay chị đi với ai? Dạ tôi đi mình ơn. Dạ đi mình ơn là họ đi một mình. Thì những từ này cũng là thật ra nói về cái từ ấn tượng á, thì mình ấn tượng thế này là người miền Tây khi vô tư vấn đúng không? Ví dụ mình tư vấn cho bệnh nhân xong, khách hàng xong, thì thường thường á người miền Bắc miền Trung hỏi là cái này chi phí bao nhiêu, giá như thế nào, bao nhiêu tiền bác sĩ. Miền Tây hỏi một lần giật mình. Bác sĩ ăn nhiêu vậy? Đó. Mình giật mình đó. Cái tên ghê đó. Bác sĩ ăn nhiêu vậy? Tức là cái từ mà mình nhớ là ấn tượng miền Tây là hỏi rất là mộc mạc, gần gũi. Đó là cái từ mình nhớ khi mà tư vấn rất nhiều người miền Tây. Đó. Trở lại cái chủ đề mà hành trình xuyên Việt của Shape U, thì năm nay tại sao chúng tôi có một cái hành trình xuyên Việt là bắt nguồn từ Cần Thơ. Thì mọi người biết là trong 2 năm qua là đại dịch rất là lớn, đúng không? Đại dịch mà chúng ta rất khó khăn. Và vấn đề di chuyển cũng như tập trung đông người là một cái khó khăn cho cái chương trình. Cho nên là Shape U sẽ đến từng vùng miền. Một cái chủ đề Shape U xuyên Việt là cái thẩm mỹ nhân văn chia sẻ. Thì chúng tôi tới từng những vùng miền, nhưng mà chúng tôi tập trung tư vấn cho những người nào cần thiết. Chứ trước đây chúng tôi không phải tập trung hàng ngàn, năm trăm ngàn người như xưa nữa. Tại vì nó có một cái hạn chế về nguy cơ về dịch. Cho nên Shape U mới tổ chức hình xuyên Việt là đặt một nơi địa điểm nào đó, và chúng tôi chỉ ưu tiên tư vấn cho những người nào có nhu cầu.
Tức là mình hạn chế bớt cái tập trung, và do dù tập trung 100-200 người chúng tôi cũng chia từng đợt ra để chúng tôi tư vấn cho mọi người. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi phải hạn chế bớt. Nếu tất cả quý khách mà có nhu cầu về tư vấn chương trình đó thì cứ đăng ký trên website, trên Facebook, thì chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp vào ngày mùng 6 tháng 3 tại địa chỉ số 99 đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế. Tại vì khéo khế hơi khó chứ. Rồi một Ninh Kiều. Đó. Thì chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cũng như có những chương trình là ưu đãi đặc biệt cho khách hàng ngày hôm đó. Cái hành trình chúng tôi bắt đầu từ Cần Thơ và kéo dài xuyên suốt Việt Nam trong 2022. Hy vọng là hẹn tất cả mọi người tại miền Tây, là cụ thể là 99 Trần Văn Khéo tại Cần Thơ vào ngày 6 tháng 3 sắp tới, tức là Chủ nhật. Xin chào, hẹn gặp lại. Miền Tây mãi đến. GW Xuyên Việt 2022 lan tỏa giá trị thẩm mỹ nhân văn. Làm đẹp không cần đi xa, bác sĩ tiêu dùng sẽ đến chỗ bạn. Điểm đến đầu tiên đã được gọi tên nhằm lắp lại tình yêu của đông đảo quý khách hàng miền Tây. Bác sĩ tiêu dùng cùng bệnh viện GW xin hẹn gặp khách yêu tại Cần Thơ. Chủ nhật 6 tháng 3, tri ân phái đẹp miền Tây, miễn phí 83%. Tại địa chỉ 99 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Miễn phí 83% phẫu thuật thẩm mỹ. Miễn phí 83% liệu trình trị nám. Miễn phí 100% phun môi tế bào gốc nano. GW Xuyên Việt đến Cần Thơ. Gọi ngay hotline 0968681111 để được tư vấn và hưởng trọn ưu đãi. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.